Hôm nay mình xem sơ qua cái tài khoản Google Merchant Center của mình nhé. Thì có những cái lỗi mà hôm nay mình sẽ sửa. Rồi mình cho bạn coi sơ qua cái cài đặt ở trên tài khoản này ra sao nhé. Coi cài đặt trước đi. Tin return này. Trên đây thì mình có cài đặt như vậy. Trên nghe này. Canada này. Phần lan này. Rồi để mình nhấn vào phát này. Rồi ấn vào Đức này. Rồi thế rồi, cái phần thứ hai thì thế rồi, không có gì hết. Mình qua cái phần nào return đi nha. Return thì mình có chính sách trả hàng về Việt Nam ở đây coi. Thật ra mình bán ở bên Mỹ nhưng mà mình return thì return về địa chỉ Việt Nam. Thì website mình có hai địa chỉ, một cái là ở Việt Nam, một cái là ở Mỹ. Rồi cái phần này mình qua cái phần là siêu tắc đây mình sẽ thế mình cài đặt như vậy qua đây cho con luôn. Rồi đây phần Engineer Info địa chỉ Việt Nam, số điện thoại Việt Nam. Cái này thì không có gì. Website brand setup không có gì. Mình chẳng có hết không. Shopping ad setup. Chỗ này thì mình liên kết Google Ads vào. Đây coi này. Đó, mình liên kết Google Google của mình tài khoản quảng cáo ấy. Thế đâu nhỉ? Đấy. Content API thì cũng chẳng có gì trong ấy. Phần trong đây là thông tin cá nhân rồi, không có gì hết. Mình ấn vào đây đi. Link nhập keo này. Đã liên kết với tác này là quảng cáo này. Kết hợp. Coi lên cái này đi. Coi lên cái này đúng không? Bây giờ mình đi sửa cái lỗi này nha. Coi xong cái phần cài đặt rồi đây. Bây giờ mình đi sửa cái lỗi ở đây. Cái lỗi này là lỗi quan trọng nhất mình phải sửa. Không thì mình sẽ khóa tài khoản của mình á. Để càng lâu thì sẽ đến một thời điểm tài khoản của mình sẽ bị khóa. Còn những cái lỗi thế này ấy, thì không có quan trọng bằng cái lỗi trên lỗi mà hình đen đét ấy. Nhưng mà cũng phải sửa hết nha. Mình sẽ sửa cái này trước đi. Sửa giá này, cái sản phẩm này. Mình sẽ mở cái phím này copy cái tên cái xem mở sự giá thì mình ấn vào phím đây sự giá thì mình sẽ nhập giá giá này đây mình sẽ tìm title tiêu đề á, tiêu đề này chọn và mình sẽ sửa giá thành giá này
robot kèo bị lỗi ấy. Robot kèo sai nên là sửa bằng tay trên trên phí thôi. Mình tiếp theo cái này này, nhớ ở đầu có khoảng cách cẩn thận nha, khoảng cách ở đầu á, chỗ này có thể dính không này, copy dính khoảng cách ở đầu. À, chỗ này nó khớp với trên rồi nhưng chỗ này không thật sự. Vậy thì chỗ này mình bỏ cái này đi. Cái trên đây là mình dính cái size M này, nhưng mà size XL nó cũng bị thì mình cho nó, mình bỏ cái phần này đi. Vậy cả M cả XL luôn, giữ hai cái thôi là được, là sẽ được cái trên và cái này và cái này luôn. Còn cái này là tiêu đề riêng không liên quan. Sẽ rồi tiếp theo đặt lại cả đi, rồi tiếp theo là ra ngoài, cái này là lỗi chưa khai báo dư tính, khai báo luôn dư tính. Đây luôn dư tính là dư tính sách. Ok. Routine mà cái MPN đây mình cho nó là cái mã ID hoặc là SKU cũng được, mình đánh như vậy. MPN vào đây xét nó là ID, ID này nha. Ok, xét là ngay vậy. Màu sắc thì bạn dựa vào tiêu đề nhé, tiêu đề bạn có cái màu gì á, tiêu sản phẩm gì có màu gì á, nó khúc đuôi này thì bạn nhập vô. Thì mình đang bị màu hồng, thì này ấn ra ngoài, ấn ra ngoài đây. Rồi mình chờ khoảng tầm 15 phút là cái lỗi này sẽ biến mất. Chờ xíu nha. 1 hour later. Rồi sau khi mà chờ khoảng tầm 15 phút thì nó mất dần cái lỗi đấy, nhưng mà cái dòng chữ nó sẽ chưa mất hẳn đâu nha. Các bạn sẽ phải chờ thêm khoảng tầm 4 tiếng thì nó sẽ mất dần và cho đến khi mà mất hết hoàn toàn giống như vậy. Thì hy vọng cái video này có ích đối với các bạn nha. Chào các bạn.